Thưa quý vị, sau một năm bôn ba xứ người thì bất cứ ai cũng mong muốn được trở về đoàn tụ bên gia đình người thân. Tuy nhiên vì điều kiện, hoàn cảnh mà mong muốn ấy không phải ai cũng được toại nguyện. Tuy nhiên với sự quan tâm chăm lo của các cấp các ngành, nhất là cộng đồng xã hội, thông qua những hoạt động sẻ chia ý nghĩa, Bà Rịa Vũng Tàu đã phần nào giúp lao động xa quê ấm lòng trong những ngày xuân. Trong khu nhà trọ Vườn Điều ở phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, có 15 gia đình thuê trọ, thì có đến 10 gia đình chọn ở lại đón Tết do không đủ điều kiện về quê. Thế nhưng, không khí Tết dẫn đến với tất cả khi chủ nhà trọ kết hợp với một nhóm thiện nguyện tổ chức thăm tặng quà đồng viên. Bất ngờ đón nhận cây đào và phần quà Tết, vợ chồng anh Nguyễn Văn Dĩnh, quê tỉnh Tiền Giang, không khỏi vui mừng và khoe ngay với con gái và gia đình ở quê. Ở đây cảm nhận như ở đây thì cũng rất là vui, năm nay ở lại ăn Tết cùng anh em ở đây thì sang năm sẽ cố gắng hơn để được về sum họp cùng gia đình. Ở căn phòng bên cạnh, vợ chồng anh Trương Công Bằng, quê tỉnh Cà Mau, cũng nâng niu cành đào vừa được tặng và chọn vị trí đẹp nhất trong phòng để trưng. Nỗi buồn đón Tết xa quê như được khỏa lấp phần nào nhờ sự sẻ chia, động viên từ cộng đồng xã hội. Ở đây tuy rằng là đất khách quê người, nhưng chỗ nào mình cũng có tình thương bao la, nhất là chú thím chủ trọ, rồi anh chị em út ở cùng xóm, cùng nhà trọ, cũng có một cái tình cảm quý mến, tình thương, cũng thấy nó một ngôi mùa xuân đối với mình thì nói chung là nó cũng hơi ấm áp mà nó cũng vui vẻ. Mỗi người mỗi quê hương, công việc vốn dĩ áp lực vất vả và giấc làm không giống nhau, nên ngày thường hầu hết mọi người trong khu nhà trọ ít có điều kiện giao lưu tiếp xúc. Tuy nhiên trong ngày cận Tết, tất cả đã tập trung để trò chuyện, chia sẻ buồn vui, cùng nhau nhâm nhi những chiếc bánh đậm tình người cùng những vị khách đặc biệt đã mang xuân yêu thương đến với họ. Xúc động và cũng như cũng cùng chung tay đây là như góp phần là năm khác là như nhiều hơn nữa, để cho nên là họ cũng có một cái tình thương yêu thương nhau, có một cái Tết là ấm áp trong gia đình họ. Cuộc sống thì luôn là hướng về phía trước, nên cũng mong muốn mọi người hãy cố gắng vượt qua những khó khăn của năm 2023 để tiến tới một năm mới là năm 2024 với mọi điều tốt đẹp về sức khỏe và công việc. Lá lành đùm lá rách là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt. Càng những lúc khó khăn thì truyền thống ấy, tinh thần ấy lại tuôn chảy mạnh mẽ, nhất là vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Những món quà tuy không lớn về vật chất, nhưng ẩn chứa trong đó tình cảm chân thành đã tiếp thêm động lực để những người xa quê thêm lạc quan, tin tưởng vào một năm mới tốt đẹp hơn.